Vietnamese Faith Baptist Church is continued growth and maturity. Niềm hy vọng của tôi dành cho Hội Thánh Baptist Đức Tin là quý bạn chị em mọi người đều được tăng trưởng, tiếp tục tăng trưởng đời sống tâm linh của mình. Invest in your people if you want to see growth. Hãy đầu tư vào những con người để nhìn thấy được sự tăng trưởng trong Hội Thánh. Raise up leaders and teachers who have loving hearts and passion for the Word. Hãy trang bị, nâng cấp thành phần lãnh đạo trong Hội Thánh để họ trở thành những người hướng dẫn người khác. Be united together in Christ as you grow in knowledge of Him. Hãy có sự hiệp nhất trong Chúa Giêsu Christ để cùng phát triển và hiểu biết Chúa, hầu Chúa chung với nhau. Resist disunity and lifelong immaturity. Hãy chống lại những sự chia rẽ, sự non nớt. Encourage one another to continue to grow. Hãy khuyến khích lẫn nhau để tiếp tục được tăng trưởng ở trong Chúa. Once again, I'd like to thank you so much for inviting me here this morning. Cảm ơn quý bạn chị em một lần nữa đã cho phép tôi trở lại hầu với Chúa trong buổi sáng hôm nay. Let's stand and pray together. Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên và hãy cùng cầu. Dear Father God,